Sáng sáng ngày 13 tháng 9, mưa to cục bộ đã gây ra vụ sạt lở đất và lũ quét trên địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Lũ quét đã làm 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương nhẹ, 3 người mất tích chưa tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang huy động nhiều nguồn lực để tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn và khắc phục hậu quả sau trận lũ ống kinh hoàng. Ngày 14 tháng 9, ông Phan Đăng Toàn, Bí thư thị ủy Sapa Lào Cai cho biết, hiện có hơn 300 người, bao gồm các lực lượng và người dân địa phương, đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích trong đó có y sĩ Vũ A Giáp, trưởng trạm y tế Sa Liên Minh. Về các nạn nhân bị thương, đến nay sức khỏe của 7 người đều ổn định và tiếp tục theo dõi, không có chỉ định phẫu thuật. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ việc được xác định do trên địa bàn thị xã Sapa có mưa lớn gây sạt lở lũ quét, đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh, cá hồi cá tầm, lũ ập đến nhanh, một số người dân không kịp chạy thoát. Ước tính ban đầu, Trận lũ ống bất ngờ tàn khốc đã phá hỏng hoàn toàn hơn 600 bể xây nuôi cá hồi, cá tầm, đặc sản của người dân xã Liên Minh, thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng. Ngay trong sáng 13 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa và các biện pháp cần áp dụng.